Này chú, bây giờ là thứ nhất là cái này khớp ha. Cái này là chưa đụng chưa gì hết, nó rụng rồi thấy không? Tháo khớp rồi này. Bây giờ lựa bỏ những cái trái méo vậy là bỏ hết trước đã, để nó không ăn được gì đâu nha. Ông nước thì dời ra như con nói ha. Này trái này cũng tháo khớp này, tháo ngay đây này. Rồi đó, nó tháo nó rụng từ từ hết. Bây giờ này, chú nhìn thấy này. Cái trái mấy cái bông này này, thấy không? Nó ra những cái bông này này. Nó sẽ hút dinh dưỡng hết, nó sẽ cái trái này mai mốt là để cho vui thôi, cái trái này cũng không ăn uống được, nó được con học bên nè. Để những cái bông này thì nó sẽ toàn bộ nó sẽ giật, nó sẽ xả hết những cái trái đang hiện có. Giờ chúng muốn giữ mấy cái trái này đúng không? Muốn giữ những trái này thì những cái bông này chú bỏ hết, rứt hết. Nên nó không là nó sẽ ăn hết dinh dưỡng của mình rồi, nó rút hết, ăn hết cái mùa này rồi mùa sau con xuống làm lại. Chứ để vậy là không có thu được gì đâu. Mấy cái trái như thế này nè, không có để này, trái như thế này để làm gì đâu. Tháo hết cho nó, tháo hết ra. Cái trái này mai mốt không có bán được cái gì hết, mà để chi nó tổn cây. Để bông, toàn bộ bông là mình bỏ, còn lúc mà bông nó ra đó là mình tiễn bông nữa. Hồi xưa giờ kỹ thuật tiễn bông cũng chưa biết. Chưa biết luôn. Chưa biết tiễn bông luôn không? Ở đây đâu có ai tiễn quá này đâu. Dạ. Chưa biết ai làm này mà. Thì cái này mai mốt chú làm cái thang mà thang đứng á. Cái thang đứng để tiến ra chỉ làm cái thang đứng đứng lên để mình giật bông, còn không á thì phải kiếm cái cây để kéo mấy cái bông này hết xuống cho nó rớt xuống hết nha. Mấy cái bông đấy cho nó rớt xuống. Còn năm này ăn được trái nào thì ăn thôi. Mấy hôm nay là cũng chưa vô phân, chưa vô dinh dưỡng gì hết ha. Hình như có thằng con vô lần à. Vô bữa là hình như 315 gì á. 315 ha. Đi cái bộ lớn cỡ này thì đi cái bộ xô siêu nuôi trái để đếm thử được còn nhiều trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 trái. 23, 4, 15, được 25 trái là cũng còn tạm. Còn với những cái trái này là này, trái này thì không có để làm gì, nó khô cành đó. Mấy trái này bỏ này, mấy trái này chú thấy ở đâu có muối cái gì đâu trong này đâu. Mà hầu như là toàn bộ cái vườn này là cái cây này luôn á, là không có trái nào mà gọi ngon lành hết. Năm nay thôi mình để gọi là để thử nghiệm cho vui, rút cái kinh nghiệm. Rồi ống nước thì vừa ra cho con nghe. Bây giờ á là sau ăn xong rồi á, lấy cái cuốc xả hết ra bên này này. Cho nó lòi cái gốc lên, nó lòi lên là càng tốt, chứ không là nó suy cây hết. Mình đi tham quan thấy mấy cái vườn mấy cái cây khác thế coi như thế nào. Đây nè, bên này nè chú. Bên này là chú này để là nó sẽ rụng từ từ hết. Đây này. Thấy không? Bây giờ mình thấy cái lượng trái trên đây này. Trái này nó bây giờ là nó thẳng luôn, là trái nó không có đạt về cái chất lượng trái nha. Cái điều đương nhiên rồi, nhưng mà giờ cái bông này như thế này này, mình không có để. Đó. Nếu mình để cái bông này á là cây mình thứ nhất á là mình quản lý á, mình sau này mình phục hồi mình không phục hồi được. Nên là ăn tới cổ này xong rồi á, nó tới cái cổ này nó lọt sọt, đó là gọi là lọt sọt á. Thì mình làm một mùa vụ đồng lọt luôn. Đừng có tiếc những mấy cái bông này. Ví dụ như bên này nè. Đấy. Sầu riêng thì không phải là dễ ăn đâu, không phải nắm vào cái kỹ thuật nó cao một chút. Nhưng mà từ từ rồi mình sẽ học được, nắm được. Đấy, đây một chùm bông này quý vị anh chị các bạn, đẹp ha, đẹp mê hồn trận luôn. Rồi mấy trái này nè, này bị sâu trên này luôn rồi, bỏ đi. Này mới lắc sơ sơ nè, trái như thế này thì không có để làm gì hết. Nó ăn được cái một học bên này nè mà nó tổn cái cây từ từ. Trái này bây giờ làm được con muối vậy mấy. Có nhiều nhà vườn cũng uổng, nhưng mà thôi thì rút cái kinh nghiệm để mà mùa sau. Trước mắt là rửa hết cái, chặt hết cái, lấy hết cái bông mấy cái bông đi, bỏ hết. Bỏ hết không? Dạ, trước hết là những cái bông á, chúng ta bỏ hết cái bông. Để nó không có cạnh tranh dinh dưỡng. Có bao nhiêu trái ăn bao nhiêu trái? Dạ, có bao nhiêu trái ăn bao nhiêu trái trước đã. Đây qua bên này. Bên này là ơi. Bên này nè, nó làm mấy cử luôn nè. Đó, bên này nó làm mấy cử hết nè. Thấy không? Từ giờ thôi thì lỡ rồi, ăn hai cái này là lấy hai cử, chấp nhận lấy hai cử, cử trái này. Cử trái lớn với cử trái nhỏ đi theo nó, còn cái bông này là bỏ hết. Giật bỏ luôn. Giật bỏ mấy bông này hết.
nó cạnh tranh dinh dưỡng mà nó rụng là nó rụng những trái lớn, trái to mà 1 kg nó vẫn rụng nha, bình thường nó vẫn rụng. Thì mục đích của nó là nó dồn mà nó nuôi những cái bông này này chú, nó dồn mà nó nuôi những cái bông này này. À, dinh dưỡng nó dồn mà nó nuôi bông thì nó cũng giống như là cạnh tranh dinh dưỡng, giống như cái nó đi đọt vậy đó. Nó dồn nó nuôi hết mấy này này, rút kinh nghiệm. Còn với những cái cây mà không ăn chưa làm bông làm trái thì tỉa cho nó thông thoáng ra nha. Tỉa thông thoáng, hồi bữa giờ là bấm mấy cái này thì bây giờ lấy kéo cái cành á, bấm hết. Cái cành nào không? Dựt bấm hết, giật bỏ hết mấy cái cành này đi, để trống ra. Cái này vừa đầu nó rụng hết, ở trên nó rụng hết trơn nè. Vừa đầu nó đi đọt ở bên ngoài là ở trong nó rụng hết. Cái này hình như cũng không có mình người làm, mình tự mình làm phải không? Đúng rồi. Nó không có điều được cái vườn ấy. Qua bên này cũng vậy này, bên này cũng gần như là gặp cái tình trạng chung hết, cái vườn gặp tình trạng chung. Đó là từ giờ làm cứ để tự nhiên, cũng không quét phấn, cũng không làm gì hết, có nhiều được ăn bao nhiêu. Đúng rồi. Ừ, cũng có nhiều ăn nhiều. Rồi cái cây này thì được hơn cái này, nó cử trái nó phải, nó có cái chùm kia thứ ăn xong rồi là nuôi cử này, không mà nó ốm hết. Phải giật hết cái chồi luôn không? Chồi giật hết luôn không? Giật hết đi, mấy cái bông này, mấy cái trái mà méo mó rồi cử sâu rồi bỏ đi. Mình giữ nó ăn lứa thôi. Ví dụ như chú bán cũng khó bán nữa, sau này chú làm á đồng loạt á thì chú bán nó cũng dễ, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đây mà nó làm lọt sọt thì ông nội tôi ai vô mua cứ mua ba bữa ba trái bốn trái sao được. Nó làm đồng loạt. Lá rong rêu thì xịt giùm con siêu áo giáp, xịt hết cho nó tẩy rong tẩy đồ hết. Cái siêu giáp bây giờ tốt lắm nha. Dạ tốt. Hay lắm nha. Đúng rồi. Cái năm đó thì chưa có xài lắm không? Dạ. Ai nó chưa có xài á. Làm bị nấm mùn nó luôn. Cái này dạ. Giờ là mới bị lại nè. Mới bị lại phải không? Mới bị lại thôi. Dạ. Rồi trước đâu có đâu. Được có xịt hành như lần thứ hai, lần thứ ba gì á. Nó bóng hết luôn mà. Ừ. Nó rụng hết luôn. Là hôm trước là sử dụng siêu áo giáp. Và siêu áo giáp nó xịt như 3 lần. Dạ. Tôi mua 2 lần thuốc rồi chia làm 3 lần xịt đó. Dạ. Ừ. Xong rồi cử nó luôn. Giờ nó mới bị ra, mới này bị. Mới bị cử này bị lại này. Mới bị thôi. Dạ. Đấy, nguyên trái nguyên cây là mình xịt hết siêu áo giáp để phòng ngừa lại những cái nấm bệnh này. Giống như cái trái nó có nấm đó mình xịt cái siêu áo giáp được không? Được, dạ được. Xịt vô được. Không? Xịt vô nó sáng cái trái luôn á, bóng dạ. Trái luôn, nó chống nước gai luôn mà. Tại vì ở đây cũng ít người xài cái chưa có. Nhiều người dân chưa biết á, dạ. Nó xài nó hay ngại xíu. Dạ. Ừ. Đây giống cái cây này nè, hồi trước là nó muốn chết luôn nè. Hồi trước, nhớ không? Nhớ. Độ 2 lần cho nó. Dạ. Là xịt 2 lần rồi thấy giờ nó đỡ rồi không? Đỡ. Dạ. Đúng rồi, cây nào xưa nó vàng khè dạ, luôn. Cái mà. Cây này, này, mấy cây này, đó là bị hết luôn rồi nè. Rồi. Nè, cái gạt này bị hết luôn nè. Không nè. Hồi xưa nó vàng như, nó vàng. Dạ, đúng rồi. Vàng kinh khủng á. Giờ này cái giặt này nè, giờ thấy xịt vô đổ gốc là đổ 2 lần gốc. Dạ. Là xịt thành như 3 lần, thấy đỡ được chứ. Đỡ. Thấy đỡ rồi. Mà muốn không biết sao, tính đợt này lấy thêm mà xịt xuôi cho nó thử. Lấy xịt với tư gốc cái này, chú coi kiểm tra lại vừa đầu là nhện đỏ nữa nha. À, nhện đỏ à? Nhện đỏ nữa. À. Vườn làm nhiều vườn quá rồi không có quản lý được ấy. À đúng rồi, tại mình chưa có rành mấy nữa, có thằng con làm à. Dạ. À. Hồi bữa là cái cây nó vàng kinh lắm. Đúng rồi. Ừ. Giờ thấy nó trở lại rồi. Dạ. Chắc vài tháng nó đổ mưa xuống rồi chắc tiếp tục làm vậy chắc không đỡ. Dạ thì bây giờ á, thì bây giờ dài này, bây giờ mấy cây này cái này này, bây giờ mấy như cái cây này lá phướng rồi không có trái, lá phướng kệ nó từ từ đó. Bây giờ mình giải quyết cái này chú ơi. À. Nước đưa ra ngoài rồi làm sao á, xả cái đất bên kia này nó thấp xuống chút nữa. À. Thấp chút nữa để đằng này nó nằm trên cao, nó lòi cái đầu của rễ lên. À. Là nó mới tốt nha. Đúng, nó lòi đầu của rễ lên. Bây giờ lá vẫn, bộ rễ vẫn đang bị cái hiện tượng là đang cái này, giờ này phải moi hết cái lại ra. Đúng rồi, lại xuống lại ra. Ừ. Cho nó lòi. Ừ. Cái đầu của rễ lên. À. Không sao, không ảnh hưởng gì đó, không sợ gì hết á. À. Chứ để cây cứ nó nằm im này, nó cứ ngồi ngốp lá. Ừ. Dinh dưỡng lá cứ nó đi vàng nè, nó muốn hút được dinh dưỡng cũng không có này. Ừ. Và cái thứ hai nữa là bên ngoài mình đang gặp cái tình trạng là chú biết sao, thiếu nước ở bên ngoài. À. Cái bên ngoài tàn nó thiếu nước nè, nước bên trong này có dư này. Giờ chú nhìn nha, mặt trời nó đi qua đi lại đúng không, thì à, nó sẽ không rọi vô đây được. À, thế là nước mình tưới vô đây là nó còn nằm ẩm độ đây. Đúng. Nhưng rồi. Mà trời nó đi ra đi lại rại là nó rọi vào này. Còn hay chú hơn chú xíu là xung quanh này chú còn để cỏ. À. Đúng không? Đó, hơn chú xíu là còn để cỏ đó. Bây giờ cứ ống nước chú vừa ra đây thì khi mà dinh dưỡng nó đưa ra bên ngoài á
chú nhớ là dinh dưỡng nó đưa ra bên ngoài thì nó sẽ đụng nước bên ngoài. Cái đợt thấp đợt trước á, cái lúc trồng tê ta cũng kéo ra ngoài, tại mới đưa mới phát cỏ mới đưa vô thôi. Giờ tính phát cỏ xong rồi đưa ra ngoài hết chứ, để vậy đâu rồi đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Có bữa đó rồi con chị làm vậy, theo cô con làm vậy chứ. Dạ. Cái cây này nó cây này hồi xưa cây này bị vàng cũng kinh khủng lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Nguyên cái vàng này bữa xuống nó vàng khè mà. Vừa rồi là bị coi chú kiểm tra lại con nhìn đỏ nghe. Nhìn đỏ hả? Nhìn đỏ. Này, cái này được trước đâu có đâu, mới có đây à. Mới bị giờ chắc phải xịt lại vừa rồi. Dạ. Xịt lại được rồi. Rồi, cây này trái mà. Bông quá. Trái như vậy nhưng mà nó hơi bị mốt méo. Mốt méo. Ừ. Ồ, trái này, trái gì như mấy cái trái này chỗ để làm chi đâu. À. Đấy, bây giờ mình ăn một chùm đúng không? À. Thì mình bỏ cái trái này đi. Để lại dưỡng cái trái này. Dưỡng trái thôi, trái này nó mốt mà chú bẻ đi chứ mạnh dạn chú bẻ thì con dám bẻ sợ chú la. Có sao đâu mà. bẻ ngay cái cuống nó thôi nha. Để nó tổn thương. Thì mấy cái trái nào méo mó mình bỏ bớt, còn mấy cái chồi này nè chú bỏ đi. Cái chồi nó giờ này giật được bình thường không? Giật đi chú. Dạ đúng rồi, cho nó trống trải ra. Còn mấy cái bông ở trên kia thì chú nhớ bỏ giùm con nha. Rồi. Cái vườn này nói chung là bữa xuống nó vàng, bữa nay là nó cũng có là tốc độ trở lại rồi đó. Cũng như là nó phát triển trở lại trong cái thời gian mà vừa rồi làm thì cũng để không có công làm ha. Đúng rồi, cũng công làm. Đấy, chú tưới tiên trùng với lại siêu hữu giáp là phun ở trên. Siêu hữu giáp có thể cộng trùng với tiên trùng phun tưới dưới gốc luôn cũng được. Đặc biệt là siêu hữu giáp chú thấy cái hiệu quả nó đâu. Hiệu quả siêu hữu giáp mà tốt đó. Thấy là nó hiệu quả nhất á. Cứ là sử dụng nấm mồng nó dằn hết luôn. Dằn hết luôn không còn cái nấm mồng á. Nó mới bị lại chưa bao nhiêu lâu nữa mà. Rồi mấy cái bông này là dứt giùm con. Trái méo hay biết rồi phải không? Đấy, không có để chi mà mấy trái nó méo. Đúng rồi, ít bữa lấy cái liềm mà giật hết luôn. Giật hết luôn cái này. Trái nào đấy? Đúng rồi, để qua hết đó. Qua hết rồi để sửa lại rồi làm bộ. Sửa lại cho cái vườn cho nó đẹp lại rồi chuẩn bị làm chứ. Chứ giờ mùa này năm nay là coi như là mình bỏ không rồi đấy. Không có thu được cái vườn này. Mỗi gà, mùa gà nó như là còn mấy còn lãnh đi dế. Khi bòi chén mua méo vừa gà. Khi là hoàn một quán mét rúa thì mời chén mua méo vừa gà. Khi có mấy con lăn đi kìa. Năm hồng dữ lắm. Con trai chú hả? Con trai. Chú là người Hoa. Người Hoa đúng rồi. Dạ. Anh mấy cái bông mà nó đang ra, ấy lộn, sập cái lỗ à. Nó đang ra này bỏ để cạnh tranh với trái. Cái đó, chúng ta đọt đâu, dám bỏ đâu. Trời ơi, sao dịch bông của tôi vậy? Cái này đừng để anh để nó rụng trái á. Cái đó, chúng ta đang... Trời, mấy ông này vô rồi, đụng quá thì... Chứ tôi phải vào quá. Rồi, ok anh, dạ.